Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhấn một like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình airdrop nhận 3.000 token red. Chương trình airdrop này dành cho 300 winner may mắn nha các bạn, và 1.500 token red dành cho top 10 ghép nữa. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn click vào link mô tả dưới video mở ra start chatbot nè. Dự án này khá là ngon nè bạn, mà nó random. Nếu bạn nào nhận được thì ngon nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào Ballistic Bay nè. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nè. Rồi bạn mới đắp lên nè. Các bạn join tiếp kênh seller nè bạn. Các bạn làm thì bạn biết đâu mình là người may mắn sao bạn. Tập cần lý sàn ban cash swap nè bạn. Các bạn join này đắp nè, join net. Rồi tiếp tục follow Twitter nè. Trên Twitter bạn theo dõi rồi mới đắp lên nè. Các bạn điền lại username Twitter các bạn đã follow dán nha bạn. Các bạn không thử đâu biết mình người may mắn hay là không. Rồi tiếp tục còn copy cái hashtag này và tài quyết nha các bạn. Và tán hai người bạn của mình vào, các bạn like nè, các bạn trích dẫn cho tài quyết nè. Các bạn dán hashtag đó vào và tán hai người bạn của mình vào các bạn. Rồi sau đó các bạn gửi link đi quyết nè. Thì bằng mở tài quyết tới các bạn ra nha các bạn. Các bạn nhấp vào ba cạnh cùng, nhấp vào một hồ sơ nè. Rồi các bạn bấm vào chia sẻ nè. Bạn sẽ chết liên kết nè. Rồi bạn gửi lên cho bot nè. Tiếp tục cùng gửi địa chỉ GMB sở mắt trên PS20 trên dưới chất collect của mình nha bạn. Dù khá là đơn giản các bạn. Rồi Refer Connect. Rồi các bạn việc bấm vào menu nha bạn. Refer Connect thì các bạn việc lên ghép mà chia sẻ trong bè và người thân để kiếm thêm token nha các bạn. Rồi menu. Ok. Thì chương trình airdrop này dành cho 300 winner may mắn thôi các bạn. Vậy video mình đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.